Yo, chào mừng tất cả anh em đã quay lại kênh channel của Bút 20. Ở đây ai đã xem cái phim Bí kíp luyện rồng thì giơ tay lên nào, comment ngay phía bên dưới nha. Và đặc biệt hơn nữa là ngày hôm nay tôi được cái chú rồng Tootlins đưa ra rất là nhiều những thử thách. Và nếu tôi không vượt qua những thử thách của chú rồng đấy thì tôi sẽ bị ăn thịt đấy nha. Really nigga. Rồi, anh em nào tò mò xem ngày hôm nay tôi có vượt qua hay không thì hãy tiếp tục review rồi nha. Và trước khi đi, hãy nhớ cho tôi xin một like, một đăng ký kênh và đặc biệt là nhớ xem quảng cáo đó nha. Còn bây giờ là lên đường thôi. Vâng anh em ơi, tôi đã có mặt ở trong hang động của chú rồng đấy rồi đây. Và nhiệm vụ ngày hôm nay của tôi đó chính là đi tìm 9 cái răng của chú rồng đấy nha. Vâng, ở đây chúng ta sẽ có những cái biển cảnh báo, ví dụ như là nguy hiểm. Nếu mà chúng ta gặp được cái chú rồng đấy mà chúng ta ở hình dạng con người như này thì chúng ta sẽ bị chú rồng đấy cạp vào đầu luôn nha. Và nếu ở vị trí an toàn thì chúng ta sẽ phải hóa thân thành chú rồng đấy luôn. Đấy, và đứng im như tịnh luôn nha. Đây này. Anh em thấy đấy, có thể thấy không? Chú rồng này hơi tèo một tí. Ok, và muốn trở về vị trí ban đầu là ấn vào cái mặt này là xong. Rồi, bây giờ tôi sẽ bắt đầu lên cái cuộc hành trình đi tìm 9 cái răng lanh nha. Ok, đây. Đây chính là bắt đầu cái cửa hàng. Đi thôi. Uầy, anh em có thể thấy này, nhà chú đấy đẹp thật sự luôn á. Đẹp thật sự luôn á. Ở trong này có những cái cây lấm này, những cây cỏ. Để xem nào. Uầy, nhà cái chú này nhiều phòng dã man luôn nhờ. Bây giờ mình biết đi. Uầy rồi. Vừa mới nói xong không để ý cái chú rồng đấy cắn một phát mình gân ngay con cá tây luôn rồi. Cây thật sự và mất tận 13 giây để hồi sinh. Ok, bắt đầu lại cái cuộc hành trình này thôi. Tìm 9 cái răng thôi à. Không có gì khó đâu anh em ơi. Có đường nào khác không? À có tận 2 đường cơ. Có tận 2 đường cơ. Đấy, anh em để ý một kỹ nhá. Để ý một tí, nếu mà gặp chú rồng đấy là mình phải biến hình một phát như này. Đứng im như trời trồng luôn. Chú rồng ấy không biết mình đâu. Ok, bây giờ mình phải đi tìm những cái miếng răng thôi. Có một miếng đồng xu này, lụm lúa luôn. Ôi, trong nhà trồng ở cây hả? Hình như đây cây trên nhà thì phải anh em ạ. Ô, có một cái cục gì này. Cục hình màu xanh. Và đây là một cục hình ấy. Rồi, và chúng ta cần phải kiếm một cái chìa khóa màu đỏ mới thể mở cái cửa này ra. Đi lòng vòng nãy giờ và chưa tìm thấy cái miếng răng nào đây. Đâu rồi. Tiếp tục là thu tiếp những cái mảnh xu đi. Mảnh xu thì tí làm gì tôi cũng chưa biết luôn. Ôi, có một cái cánh cửa ở đây. Đi vào xem nào. Ôi, đây là một thế giới đổ hả? Ôi, một cái dốc anh em ạ. Và có những cái chú đầu rồng ở đây. Chúng ta phải lấy cái đầu rồng này ra nha. Wow, nếu mà ấy gặm một phát là chú đấy gặm một phát mình ngân gây luôn đấy. Đúng. Rồi. Lấy luôn. Đi đường này. Mình cứ phải cẩn trọng một tí anh em nhá. Cứ phải cẩn trọng một tí. Chờ cái đầu này nó đi hết thì mình hãng đi. Chứ nếu mà mình ra một cái nó đớp một phát vào đầu là thôi, thành thực phẩm của nó luôn, thành thức ăn thơm ngon bổ dưỡng của nó luôn. Mà tôi dạo này tôi hơi béo một tí là tôi khá nhiều protein đấy. Rồi, đi tiếp lên đây. À, còn một cái cánh cửa, một cái cánh cửa trên nữa. Hơi vất anh em nha. Rồi, chờ lại hơi lâu một tí. Đi luôn. Ơi, không biết liệu rằng có đến được cái cánh cửa kia không. Ôi, cố gắng. À, hình như tôi thấy một cái răng ở ngay kia rồi. Khoan đã, đúng rồi, có cái răng ở ngay đây rồi. Lụm lúa. Đây là cái răng đầu tiên. Ok, 1/9 rồi. Và thoát ra khỏi cánh cửa này. Và đây là cái thử thách đầu tiên mà tôi hoàn thành anh em ạ. Thử thách đầu tiên tôi đã hoàn thành. Tuyệt vời ông mà trời chưa ạ. Rồi, bắt đầu tìm những cái thử thách tiếp theo. Wow, nhà này rộng quá thì tìm thử thách cũng hơi vất. Mình cũng phải đi cẩn trọng một tí nha. Không là gặp chú rồng đấy là nó đớp một phát là thôi đấy. Đường này đường vào. Đường này đường vào anh em ạ. Trên này thì sao? Ôi, nhiều bạn cũng đến đây tìm mảnh ghép. Ô, ở đây chúng ta sẽ bắt đầu với cái gì đây? Bắt đầu xem nào. Màu vàng. À, cái là phát sáng thì mình bấm ạ. Cái phát sáng thì mình bấm à. Ôi, cái bạn này. Bà lây chưa? Ô, tôi thử bấm vào cái này xem nào. Rồi luôn, hình như là xịt đấy á. Màu đỏ, màu vàng. Màu đỏ, màu vàng. Đúng chưa? Màu đỏ, màu vàng, màu xanh. À rồi, đỏ, vàng, xanh. Xanh dương nhá, đỏ, vàng, xanh dương, xanh vàng. Rồi, đỏ, vàng, xanh dương, vàng. Ôi giời, những cái thử thách này dễ quá. Đỏ, vàng, xanh dương, vàng, xanh dương, xanh lá. Đỏ, vàng, xanh dương, vàng, xanh lá. Chuẩn chưa?
Ở đây nó nhảy ra ngay cho mình. Hóa ra cái hàm con cá sấu lại, à nhầm, hàm này hàng đầu con rồng ạ. Nó sẽ cất giữ một cái răng lanh. Và tôi hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ lụm được răng lanh đấy tiếp. Oh wow. Ok, hoàn thành hai thử thách rồi. Thử thách cũng khá là đơn giản anh em nhá. Chưa có gì là khó đối với tôi cả. Rồi, ở đây chúng ta sẽ thu thập được một cái hình gì ấy? Hình tròn màu xanh lá nữa này. Rồi, một cái hình tròn màu xanh lá nữa. Và tiếp tục ở bên cái bàn này lại là một cái răng lanh nữa. Ui giời, bên này không phải làm thử thách mà chúng ta vẫn lụm được cái răng lanh. Tuyệt quá. Ok chưa ạ? Được đấy, tôi vâng mặt trời đấy. Rồi tôi thu thập được hai cái miếng ghép này và không biết cái miếng ghép này sẽ giúp ích gì cho mình đây. Cần một cái cờ lê để mở cái cửa này à? Hình như là mỗi cái cửa nó sẽ cho mình thêm một cái thử thách nữa thì phải. Đúng, hợp lý. Bây giờ mình phải đi kiếm mấy cái vật dụng nữa mới có thể mở được cái đấy. Ồ, cầm một cái cưa mới có thể mở cái này ra. Thề luôn, nhiệm vụ cũng khá là nhiều. Và tôi đã thu thập được ba cái miếng ấy rồi. Đây rồi, đây là cái gì? Cờ lê này. Rồi, nhớ phòng cờ lê không ta? Phòng cờ lê ở gần đây thì phải. Hình như ở đây, đây là phòng cờ lê này. À không, đây là thử thách, cái thử thách lúc nãy mình vừa làm. Đúng rồi, mình sẽ luồn theo cái thử thách lúc nãy đi. Nó sẽ ra phòng cờ lê sớm hơn. Đâu nhỉ? Đây, đi đúng theo cái trình tự ở cái đường này. Đúng cái trình tự cái đường này sẽ vào phòng có cái cờ lê. Rồi, tiếp tục tìm. Đâu nhỉ? Ôi dồi ôi. À đây. Mở cửa ra cho nắng sớm vào nhà. Mở ra luôn. Ok. Ôi giời, mở được cái cờ lê là bắt mình cần một cái tấm ván thế này. Không có tấm ván thì làm sao? À không có tấm ván là không đi qua được. Rồi, mở xong cái cửa này rồi, khả năng là bây giờ mình phải đi tìm cái tấm ván thôi. Bắt đầu lần mò những cái thử thách tiếp theo. Ở trong này có rất là nhiều cái tủ này. Không biết là cái tủ này sẽ giúp ích gì cho mình không? Liệu rằng có gì ở bên trong không nhở? Không có gì luôn. Không có gì bên trong anh em ạ. Nhưng mà nó sẽ ra một cái cánh cửa khác. Ồ, tìm được một cái miếng tam giác nữa này. Đây, cái chỗ này cũng cần cưa. Khá là nhiều chỗ cần cưa đấy anh em ạ. Và tôi cần phải đi tìm vật dụng tiếp theo. Đây rồi, chìa khóa xanh lá. À, trầm xanh dương. Có chìa khóa xanh dương ở đây. Chúng ta sẽ phải lần mò cái cửa xanh dương. Lúc nãy tôi tìm thấy cái cửa xanh dương ở đâu nhỉ? Ai mà biết được. Thì như đây là một cái bản đồ, một cái góc mới thì phải. Và tôi vẫn chưa thấy con rồng ở đâu cả. Đấy rồi, cửa xanh dương đây rồi. Mở cửa xanh dương ra và để xem bên trong cái cửa xanh dương này có cái gì. Đâu, đi lên cái ống thông gió này. À xỉu. Chắc chắn thử thách tiếp. Ờ à, khoan đã, tôi lấy cái chìa khóa màu đỏ đã. Lấy, tôi nhớ có một cái chỗ dùng cái chìa khóa màu đỏ. Và bắt đầu vào thử thách tiếp thôi. Rồi, thử thách này chúng ta sẽ là gì đây? À, obi. Ui giời ơi, obi đối với tôi nó là một cái cuộc hành trình cực kỳ là đơn giản rồi. Chúng ta sẽ nhảy lên đầu con rồng này. Từ con rồng đen, con rồng trắng. Nó bắt cầu cho tôi sang bên kia. Ui, đồ ngu. Hơi khó nhìn nha, tại vì cái con rồng đen ở dưới này nó trùng với cái màu lèn. Thế nên mình hơi khó nhìn anh em ạ. Đây này. Ôi, cái con rồng trắng này cũng khó này. Đấy, mình chỉ cần vượt qua được cái góc đấy thôi là khả năng là mình sẽ qua hết tất cả các chỗ này rồi. Ok, bên này Tí thì rơi không. Bên này chúng ta lụm được thêm một cái răng nữa. 5/9 rồi. 5/9 rồi anh em nha. Đây, chìa khóa màu đỏ mình lấy rồi này. Có một cái búa ở đây. Ôi giời, thu thập được hơi nhiều dữ kiện rồi đó. Và vẫn chưa thấy con rồng đâu ta. Đâu đây, đi ra đường này xem nào. À, có cái mũi tên đỏ ra đây. Chìa khóa màu xanh mình vừa nhận được này. Chỗ này cần cái vị trí gì không? À, chỗ này mình vừa rơi xuống mà. Ôi giời ơi, ngáo ngơ quả mơ thật sự anh em ạ. Chưa thấy chú rồng đâu cả. Ta cần phải tìm. Đấy rồi, có cái búa rồi. Khả năng cái búa này sẽ đập được cái này thôi. Ok, chúng ta lấy được một cái cưa và thêm là một cái răng. 5/9 cái răng rồi. Cái cưa đây rồi. Cái cưa là một cái vật dụng mình khá là cần thiết. Bởi vì sao mình thấy rất là nhiều đường cần cái cưa luôn. Nhưng mà bây giờ mình quên mất đường luôn rồi. Oh no. Và chú rồng đấy đâu, đang ở đâu nhở? À, đây chỗ này, lên đây để xem. Lên đây thì sao? Ui giời, lại về cái chỗ làm nhiệm vụ này. Cái cưa đây rồi. Nhưng mà quan trọng là mình vẫn không nhớ nổi cái chỗ mà mình phải cần dùng cái cưa. Anh em nhá, chưa nhớ nổi luôn. Bây giờ mình phải đi lần mò từng vị trí một thôi. Cái cưa đâu, cho tôi cưa cái xem nào. À, hình như chỗ này mình cũng cần cái cưa lên đúng không? Tôi nhớ là vậy. Đây, chỗ này mình cần cái cưa này. Rồi, đây chỗ này. Bắt đầu giải mã dần dần nhá. Ô, có một cái cưa thôi hả? Cưa tôi thấy mở nhiều đường lắm.
Rồi, thấy luôn một cái răng nữa. Ok, cà lê, 6 trên 9 rồi. Và trong này chúng ta sẽ nhụm là một đồng xu và một cái hình gì đây? Hình chữ nhật à? À nhầm, hình vuông. Hình vuông anh em ạ. Rồi, cánh cửa này mở đi đâu? À chỗ này chỗ trốn nha. Nãy giờ tôi không thấy chú rồng đấy đâu luôn rồi đấy ạ. Hình như chú rồng ấy mất tích rồi. Chú rồng ấy mất tích rồi hay sao anh em ạ? Nãy tôi bị đơm một cái cho tôi phong ấn chú rồng đấy luôn rồi. Bốc phét ít thôi. Chưa, bây giờ chúng ta cần phải tìm cái cánh cửa màu đỏ. Cánh cửa màu đỏ ở đâu ta? Rồi, nhiệm vụ. Những bạn này đang làm thử thách cũng rất là nhanh chóng luôn chứ. Rồi, à đây. Chỗ này là chỗ ghép mấy cái mảnh này này. Ok, và bây giờ cái mảnh đầu tiên. Rồi, ok, mảnh thứ hai. Ok, mảnh thứ ba. Và mảnh thứ năm. Mở ra được. Ở trong này có một cái. Hóa ra là những cái thứ mình vận dụng được là nó phải mở ra cái này, giải mã được một cái câu chuyện nữa. Rồi, còn hai mảnh nữa thôi là chúng ta sẽ có thể vượt thử thách rồi. Đi đường nào đây? Đường này như khả năng không đi được nữa. Tôi đang cầm một cái chìa khóa màu đỏ và nãy giờ tôi không nhớ cái cửa màu đỏ nó đang ở đâu cả. Đi lên đây. À, hình như cửa màu đỏ sẽ có một cái tấm ván nào đó cho mình ấy được. Tôi đang thiếu cái tấm ván, đúng không ta? Hợp lý. Đúng ha, đúng ha, đúng ha, đúng ha. Bạn ơi, bạn biết cái cửa màu đỏ không, dẫn tôi đi với. Sẵn cái này mới được. Không tí nữa cả. Cái chú rồng ra là mình phải chạy luôn đó. Rồi, đang lú như con cú luôn anh em ơi. Ui, đây rồi. Con rồng kia nó đang ở đây. Ui giời ơi, chết rồi. Chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi. Hình như chú rồng ấy chạy nhanh hơn mình. Luồn lách đánh võng vào đây mới được. Đấy, nãy giờ nó cho mình làm nhiệm vụ hớ hênh, bây giờ nó mới xuất hiện anh em ơi. Rồi, quan trọng là tìm đâu ra cái cánh cửa màu đỏ đây. Ô, ra ngay phần đầu luôn, cửa đầu tiên luôn này. Đúng là không thuộc map một khác. Trong cái nhà này như kiểu cái mê cung vậy. Cực kỳ nhiều bản đồ. Khoan nào, đi đường này mình đi nhiều quá rồi. Mình phải rẽ cái đường bên này thôi. Bạn ơi, bạn biết cái cánh cửa màu đỏ đâu không ta? Mày không biết đâu cả anh em ạ. Hơi căng não. Rồi, xong luôn, bạn đấy bị bắt luôn. Tôi phải giả vào biến thành con này mới được. Ai biết đấy, con đấy bạn đấy tưởng là đồng loại á, tưởng là đồng loại. Ra gì đấy? Bỏ qua mình luôn. Rồi, anh em thấy đẳng cấp không? Rồi, lừa trong phút chốc luôn. Quan trọng là cái cửa màu đỏ đâu. À, đường này đi hết rồi. Đợi đợi đợi. Ra mà bắt ta đi lại. Ho, trở thành đồng loại ngay, trở thành đồng loại ngay. Em mở để đi tiếp. Ôi giời ơi, sợ gì đâu. Sợ gì đâu. Mình bỏ... À, bỏ ra nó lại thấy mình, nó đánh hơi được cái mùi cơ thể của mình thì phải anh em ạ. Đánh hơi được mùi cơ thể của mình thì phải. Tôi phải tìm cái tấm ván để qua đây. Hoặc là cứ biến thành con này cái đã cho chắc cú nha. Chưa thấy con đấy đâu, chưa thấy con quái vật đâu. À kìa rồi, đang dồn cái bạn nữ kìa. À, cửa màu đỏ đâu. Chết rồi. Đâu ta, đâu ta? Đường này đi xuống có gặp cái cánh cửa màu đỏ không ta? Xem con quái vật ở đây không đã. Xong mình mới luồn ra được. Đấy, biết ngay mà. Mình phải ẩn thân chi thuật thôi. Ẩn thân chi thuật thôi anh em ạ. Rồi, nó lại đánh hơi được mình nữa luôn. Góc cụt rồi, góc cụt rồi, ngõ cụt rồi, ngõ cụt rồi. Ngõ cụt rồi, nhưng mà làm sao bắt được bùn. Kinh nhé. Rồi, để đi tiếp anh em ơi. Ô, con này đánh hơi ác thế nhở? Nó không cho tôi làm nhiệm vụ nữa hay sao ấy? Cái thật sự, tìm những cái bạn khác đi, bỏ qua tôi đi mà. Ôi, bạn này lấy được cái tấm ván ở đây. Bạn lấy được cái tấm ván ở đây. Chính tỏ cái cánh cửa màu đỏ chỉ quay quanh đây thôi. Có một bạn vừa cầm tấm ván ra từ đây. Cái cờ lê mình vừa lấy được rồi này. Chính tỏ cái cánh cửa màu đỏ quanh quanh đây thôi. Rồi luôn, bỏ qua tôi đi bạn ơi. Không bỏ qua luôn mà, bắt dí mình bằng được ạ. Đường này đi lên, ô vẫn là cái đường lên lúc nãy. Rồi, giả vào lên đây nhá, giả vào lên đây ông nhảy xuống nhá. Ok. Đâu nhở? Tìm lấy hoay lấy giờ luôn rồi á. A few moments later. À luôn, lòng vòng hơi bị rối lão rồi anh em ạ. Và vẫn chưa tìm được cái cửa màu đỏ đâu. Ở đây rồi, đây rồi. Ôi giời ơi, xa tít chân trời lại gần ngay trước mắt. Bảo ra, bên trong này chúng ta sẽ lụm được một cái răng và một cái tấm ván. Đấy, tôi biết ngay mà. Tôi biết ngay mà kiểu gì trong cái cửa màu đỏ có tấm ván đây. Ôi, tôi đọc nhiệm vụ nó như con. Đọc nhiệm vụ như con anh em ạ. Bạn bị kinh rồi. Tưởng cái gì. Ôi, thôi.
Mình tìm được 8 trên 9 rồi mà tầm này bị nó bắt là rụng rời hết cả răng đấy. Không còn răng để ăn cháo luôn đâu anh em ạ. Tìm cái chỗ leo lên lúc nãy mới được. Chưa rồi, bây giờ tầm này đi lại đi tìm cái chỗ leo lên lúc nãy. Lú thật sự. Kiểu gì? Không có cái gì lú bằng cái này luôn á. Kiểu nó như cả một cái vòng luẩn quẩn ấy anh em ơi. Chúng ta cần phải giải mã những cái vòng luẩn quẩn này. Rồi. Ôi, tự nhiên bạn này hóa thành ấy này này. Có đường lên không mà không phải đường này. Ê, dậy đi bạn ơi. Con có quái vật ở đây đâu mà bạn này hóa thành con đấy làm cái gì? Ảo thật đấy. Đâu rồi? À, kìa anh em ơi. Đó kìa. Và hình như là cái chỗ mà mình lên nó chỉ gần gần đây thôi. Tôi nhớ là như vậy. Ê, à đây kìa. À, nó đánh hơi được tôi, chuẩn bị sắp hoàn thành nhiệm vụ. Nên là nó cứ loanh quanh ở đây thôi. Loanh quanh kiểu gì khi mà mình lừa nó ngay. Ra cho nó dồn tiếp luôn. Rồi, con tấm ván lên đây rồi. Let's go, đi ơi. Mở cửa tôi ra cho tôi đi qua. Rồi, chắc chắn đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của mình. Đi vào luôn. Cái gì đây? Ở dưới là rất là nhiều lava. Và không biết là có chứng ngại vật gì nó gây sợ đằng sau không. Không có gì anh em nhá. Bình tĩnh thôi, cẩn trọng. Cẩn trọng trong từng cái lước đi của mình. Ai nhảy xuống đây. Ui đấy, tí thì rụng dài con tim không. Rồi, tiếp tục là những cái màn bắc cua. Và tôi cần phải những cái điểm rơi cực kỳ chính xác. Đấy rồi, qua những cái khúc xương đây, khúc xương rồng anh em ạ. Lava thì đang nóng chảy ở dưới và người tôi bắt đầu rừng rực rồi. Tiếp tục là nhảy qua đây. Ôi, đường hơi dài nha. Cảm giác là đường này hơi dài rồi nha. Ôi, lần đầu tiên thấy xương rồng anh em ơi. Rồi, thử thách gì nữa không? Nhảy qua. Đạt đến đích chưa? Đây rồi, răng đây rồi. Yes sir, 9 cái răng rồi. Mười đen. Và bây giờ tôi là phải làm cách nào để trốn thoát khỏi đây? Hình như là quay trở về điểm đầu. Hoàn năng, cái điểm đầu lúc nãy mình đi là điểm nào nhỉ? Rồi, đi qua đường này đã, 9 cái răng rồi. Và bây giờ, tôi nhớ điểm đầu cũng cần một cái cưa. Đúng rồi, phải đi lấy cái cưa mới được. Cái cưa lúc nãy tôi lấy ở đâu nhỉ? Chết rồi, loạn xì ngậu hết cả rồi. Hoàn thành rất là nhiều nhiệm vụ luôn nhưng mà không nhớ điểm rơi của những cái nhiệm vụ ấy đấy ở đâu cả. 9 cái răng rồi mà vẫn chưa trốn thoát được là cũng chịu đấy. Hoàn thành 9 cái nhiệm vụ luôn rồi. Đây, điểm đầu đây rồi. Tôi đã về được cái điểm đầu. Kìa, cửa thoát ở đây nè. Và đang cần phải tìm cái cưa. Khoan nào. 9 cái răng rồi. Giao diện có thể ngụy trang này. Trở thành dòng này. Cái này mất dấu bấc, biết ngay mà. Đây rồi. Không cần 9 cái răng đâu anh em ạ. What? Không cần phải 9 cái răng đâu. À đều không cần phải cái cưa đâu. Yes sir. Tôi đã trốn thoát khỏi rồi và hoàn thành nhiệm vụ để giải cứu trái đất. Được chưa anh em? Ok. Rồi anh em ơi, anh em thấy tôi chơi con game này hay không? Nếu mà anh em thấy hay thì anh em hãy để lại cho tôi xin một like và đăng ký kênh. Và đặc biệt là nhớ xin quảng cáo nữa nha. Còn bây giờ là bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.